chào tất cả mọi người, lại là mẹ Ly đây. Thì hôm nay mẹ Ly lại làm video nấu trà sữa mọi người ạ. Thì sau khi mẹ Ly đọc được cái comment của rất nhiều cái comment của các bạn ở cái video trước yêu cầu mẹ Ly làm món trà sữa, thì bên cạnh đấy á, thì là cũng có rất là nhiều bạn bảo là cô ơi, cô làm món gà nướng, rồi cô làm cá lóc, rồi cô làm món ăn vặt, rồi cô làm review nhà này, rồi là cô làm chăm sóc da, chăm sóc tóc đấy, thì vân vân, rất là nhiều các cái comment nữa, nhưng mà mẹ Ly không nhớ hết để đọc ra đây. Thì hôm nay mẹ Ly sẽ thực hiện cái món trà sữa trước nha. Thì còn các cái món đấy thì mẹ Ly sẽ thực hiện sau. Mọi người có muốn thử thách mẹ Ly làm cái gì hoặc là nấu những món gì thì mọi người comment xuống bên dưới nha. Thì mẹ Ly sẽ chọn lọc những cái comment mà được mọi người comment nhiều nhất thì mẹ Ly sẽ làm cái video đấy trước. Bây giờ thì mẹ Ly không nói nhiều nữa, mẹ Ly sẽ đi chợ và mua những cái nguyên liệu cần thiết để cho cái món trà sữa hôm nay. Thì mọi người xem hết cái video của mẹ Ly nha, xem mẹ Ly nấu cái món trà sữa có ngon không và có đẹp mắt không nha mọi người. Thì đây mọi người ạ, thì mẹ Ly đã chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ rồi, thì mẹ Ly chuẩn bị bắt tay vào làm và thực hiện cái món trà sữa trân châu nha mọi người. Thì nguyên liệu gồm có là bột năng này, đường, bột rau câu, bột cacao, trà Lipton và sữa đặc nha mọi người. Đây là hai bát bột năng. Thì bát này thì mẹ Ly sẽ trộn với cả cái bột cacao này để làm cái màu cái trân châu màu đen. Còn cái này là làm trân châu màu trắng nha mọi người. Thì ai có cái gì, ví dụ như có bột cacao thì là lấy bột cacao, không thì bột Milo cũng được. Thì nhà mẹ Ly sẵn có bột cacao thì mẹ Ly làm bột cacao. Đây là đường vàng. Thì mẹ Ly ở trong nhà có cái gì thì mẹ Ly nấu cái đấy, làm cái đấy mọi người ạ. Thì nếu như cái này cái bột năng này để làm là màu trắng ấy thì nó có đường cát đường trắng ấy thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà thôi, để trong nhà có cái gì thì mẹ Ly làm cái đấy. Thì mẹ Ly cũng bỏ luôn cả cái đường vàng này vào thì nó cũng màu nhà nào một tí đấy. Thì bây giờ mẹ Ly sẽ bắt tay vào làm. Bây giờ với chân trâu màu đen ấy, thì mẹ Ly sẽ trộn nguyên liệu có bột năng này và bột cacao. Đây là bột rau câu.
Đây thì nước đã sôi rồi thì mẹ Ly chắc bỏ qua cái ca này, nó có cái mỏ này này để cho dễ mình chế vào cái bát ấy nhé mọi người, chế vào cái bát bát bột nhé mọi người. Tay quay một tay làm. Sẽ đổ từ từ. Phải là nước sôi, nước thật sôi đấy mọi người nhé. Đổ từ từ thôi, đừng có đổ nhiều quá nó nhão mọi người ạ. Thì nếu như mà mình mà nhỡ tay mà đổ nó nhão quá thì mình có thể là lấy thêm một ít bột năng khô mình ấy vào nhé mọi người. Năng khô mình thêm vào nhá. Như thế này chắc là cũng được rồi. Thì tí nữa đường nó rửa ra nữa thì này. Thì bây giờ mẹ Ly sẽ đi rửa tay để cho sạch tay để mẹ Ly nhào bột mọi người. Thì nhào cái bột này thì mẹ Ly không thể đi găng tay được, găng tay nó dính á, nên mẹ Ly phải rửa tay thật sạch rồi để nhào bột với mọi người. Thế đây mọi người, sau khi mình rửa tay sạch sẽ rồi thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào nhào bột nhé mọi người. Cái bột này phải nhào cực kỹ rồi. Đen này.
mình làm bột nó vừa đủ độ nước chứ còn nên là không không phải bỏ thêm một tí bột áo, nhưng nếu như ai mà làm bột ướt quá đấy, làm bị ướt quá thì là phải bỏ thêm bột áo nha mọi người, không là nó dính lại nhau đấy. Đấy, thì bây giờ nước sôi rồi, nước sôi rồi thì mẹ Ly đây mọi người ạ, nó cái hạt trân châu này nó nổi rồi đấy, nó nổi như này rồi. Nếu như mà các bạn mà muốn cho nó trong trong cái hạt trân châu để cho nó đẹp ấy thì là mọi người phải chờ, phải nấu tiếp, phải chờ cho nó cái hạt trân châu này nó chìm xuống hết đấy mọi người ạ. Đến lúc đấy thì mình nó mới cái hạt trân châu nó mới trong và trắng. Thì thường thường thì mẹ Ly bắt vào một tí chanh nữa, nhưng mà hôm nay mẹ Ly không bắt chanh vào vì là sợ là nấu nhiều là để thêm để hôm sau ăn nữa là sợ nó nhanh hỏng, là mẹ Ly không bắt chanh vào nên là không được trong lắm. Đấy, bây giờ là nó đã chín rồi nhưng ở trong nó chưa chín hẳn đâu. Nếu như mà mọi người mà nấu vội mà bật bếp ấy thì là có thể mọi người tắt bếp và để đậy nắp vào và để một lúc khoảng tầm 10-15 phút thì đấy vớt ra. Nhưng mà mẹ Ly thì nấu thêm để cho nó trong, nó chín hẳn mà nó trong để nó chìm hết cái hạt trân châu này xuống nha mọi người. Dạ mọi người thấy không ạ, đây là cái hạt trân châu nó chìm xuống hết rồi mọi người nhá, nó chìm hết xuống rồi là đấy. Thì lúc nữa thì mẹ Ly sẽ lấy một bát nước lọc này và vớt ra bỏ vào đây. Đấy, thì đây mọi người, nó trân châu đấy chìm hết xuống rồi, mẹ Ly tắt bếp rồi, bây giờ vớt ra nhá, vớt ra vào bát nước này. Trân châu mẹ Ly đã đổ ra nước bát nước và té nước đi rồi, bây giờ mẹ Ly đã bỏ đường vào nó phải dính nhau nhé mọi người. Đó, bây giờ nó cái hạt trân châu nó rồi nhau, tách rời nhau như thế này, chứ mình mà không bỏ đường vào là nó dính nhau ấy mọi người. Đó, hạt trân châu nó trong veo như này, ngon này. Cái này là do mẹ Ly làm đường màu vàng nên là nó cái hạt trân châu nó màu vàng đấy mọi người. Còn nếu mà làm đường cát là nó trắng tinh đẹp lắm đấy, đặc biệt trắng á, nó trắng tinh đẹp lắm đấy mọi người ạ. Đấy, bây giờ mẹ Ly lại bắc nồi nước nấu tiếp cái hạt trân châu màu đen nhé mọi người. Đây hạt trân châu ba mẹ con vắt nó đã thành như thế này rồi, được như thế này rồi đây mọi người ạ. Đoạn trà sữa trân châu sắp xong, sắp hoàn thành của mẹ con nhà mẹ Ly rồi. Đây là mẹ, đây là mẹ chụp một tóc, một tay một tóc tay này. Rồi thì mẹ lại bỏ đây là con tí gọi cho mẹ đấy. Và trân châu là này màu đen đấy mọi người, để bỏ vào thì mình quấy luôn nhá, để cho nó tơi ra, không là nó bị đóng cục vào nhau. Mọi người ạ, cái hạt trân châu nó chìm hết xuống dưới rồi thì nó sẽ chín rồi nhé mọi người. Đây bây giờ mình vớt bỏ vào bát nước. Cái hạt trân châu màu đen mẹ Ly đã thực hiện xong rồi, thì bây giờ mẹ Ly lại bỏ đường vào nhé mọi người. Bỏ đường vào trộn như thế này thì khoảng nó
nó dính nhau lắm mọi người. Bên này là nó cũng không, bên này nó cũng không dính nhau tí nào cả. Thì đó, bên này là tơi ra là nó không dính nhau. Hai cái món trân châu màu trắng và màu đen của mẹ Ti đã làm xong rồi. Thì bây giờ mẹ Ti đã bắt tiếp nồi nước khoảng tầm 1 lít, 1 lít nước thì mẹ Ti sẽ nấu trà nhé mọi người. Nước mọi người, nước sôi rồi thì mình sẽ bỏ trà lít tông vào. Đấy, 1 lít này thì mình sẽ bỏ 5 gói trà lít tông. Thì đây mọi người ạ, đây là món trà sữa trân châu mẹ Ly đã thực hiện xong rồi đây mọi người ạ. Đấy thì cái món trà sữa trân châu này thì làm nó quá dễ luôn đấy mọi người ạ. Đấy thì các bước thực hiện thì mẹ Ly cũng làm cho nó dễ dàng, dễ nhất có thể cho mọi người làm được ấy mọi người. Thì bây giờ mẹ Ly sẽ gọi các con lên thưởng thức thôi. Thì mẹ Ly chỉ làm 3 ly thôi, thì Nhấn 1 ly và Thuận 1 ly và Ly. Đây, con Thuận đâu? Hey yo, what's up? Hello mọi người. Yeah. Đấy của đây của anh đây, của anh Thuận đây. Một, hai, chị cho nào. Ôi giời, Ly gì mà làm những cái bà đấy nè con. Wow. Ngon đâu, em làm ấy. Ừ. Ngon. Ngon không ngon? Ngon. Không, tôi không lên gì mẹ. Rau cái hạt ngon nhỉ? Nó mùi sướng, thọ ngon. Với cả cái thạch rau câu này, bác làm cái thạch. Nào, Nhím ơi, ngon không con? Ngon. Ngon. Có. Con nói là con có hả? À, ngon nhỉ? Ngon rồi, hôm sau mẹ làm cho tiếp mẹ nhỉ? Mẹ ơi, sao lại hạt vào trong thế? Hạt vào trong, hạt hơi to đấy con ạ. Hạt hơi to tí lấy thiếm. Nhưng mà bỏ đá thêm thì bỏ đá đấy con ạ. Đá nó cũng chưa... Đá đấy. Đá nó cũng chưa... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dô nào? Dô. Dô.
thì hơi ngon ngon luôn. Bong bóng chưa? Bọn đây đi ơi, nhìn bong bóng đi. Bong rồi, con cầm nhà mẹ để tủ đây là ấy. Để tủ ăn rồi. Thì video của mẹ Ly đến đây là hết rồi mọi người ạ. Thì mọi người thấy hay thì mọi người đăng ký like và chia sẻ ủng hộ cho mẹ Ly nhé mọi người. Bye bye, xin chào cả mọi người nhé.